Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 1999. Như thường lệ, mỗi Chủ nhật tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt, nghiên cứu học tập về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 21, thi ca thứ 23. Thi ca thứ 23 là nói về cái thấy của người chứng đạo là phải vững chánh niệm trong mọi thời. Ý nói rằng là cái người đệ tử Phật đó mà phải để tâm mà nắm vững cái chánh niệm ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày mà nếu mình lơ là, mà mình lơi cảnh giác, mất chánh niệm cái là mình bị đau khổ, bị phiền phức ngay. Cho nên đại chúng để ý cái này. Tôi gần đây tôi mới tình cờ mình bóc lại, mình đọc lại cái quyển kinh mà Kinh Pháp Cú mà có cái bài kệ gọi là Người Biết Sống Một Mình. Tôi nhắc lại đại chúng cái đó hay lắm, nó có tương quan tới cái vấn đề vững chánh niệm trong mọi thời này. Có vị tỳ kheo thích ở một mình, ngồi thiền một mình, đi khất thực một mình, thọ trai một mình, và ở nơi chỗ vắng vẻ tĩnh mịch một mình. Nhưng mà theo Phật dạy thì ở một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình, đứng một mình, đi khất thực một mình và tĩnh tọa một mình ở trong núi trong rừng vậy mà vẫn chưa phải là ở một mình. Và Phật dạy rằng ở một mình á là mình phải có cái chánh niệm, mà khi mà những cái ý niệm về nhớ nhung thương tiếc về quá khứ mà mình biết chặn đứng nó đi. Chúng ta nhớ nhung, chúng ta thương tiếc, chúng ta đau khổ vì quá khứ trong cuộc sống chúng ta không ít đâu nha. Cái chuyện mà mấy mươi năm trước rồi, tùy theo cái số tuổi, chuyện đó có thể là 20 năm trước, 30 năm trước, 60 năm trước. Vậy mà bây giờ nó còn có thể làm cho ta bị tác động tinh thần, nó làm cho ta có thể sanh ra vui mừng thì ít, mà nó sanh ra đau khổ có thể nhiều lắm. Là do gì? Mình không có chặn đứng được những cái pháp trần. Cái đó là gọi là pháp trần đó. Pháp trần là cái bóng dáng của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cách đây 3, 4, 5, 6, 10 năm. Mà nếu ta không có chánh niệm thì ta bị cái pháp trần đó, nó làm cho ta vui buồn, mừng giận, thương ghét, đau khổ, kéo trở lại giống như hiện tại vậy. Thành ra tuy ngồi một mình bên mé suối, bên chân rừng, trong rừng vắng, mà sự thật không phải ngồi một mình, không phải ở một mình, không phải sống một mình. Cái đó đó, để ý cái đó. Nếu mà ta để cho nó kéo trở về những cái chuyện mấy mươi năm trước đó là ta không có vững chánh niệm, là ta bị cái tác động về pháp trần nó hoành hành. Trái lại với cái quá khứ thì là tiềm vọng về tương lai. Tương đối mình ăn, mình ở, mình sống khá bình thường, khá an ổn. Mà một lúc nào đó vô minh nó chợt đến rồi, cái này mình nghĩ tới năm sau không biết rồi mình sống sao đây, rồi năm ba năm tới, 10 năm tới nữa, rồi cuộc sống mình sao đây, giờ mình phải tích lũy thế nào đây, mình phải làm gì đây để cho là bảo đảm cái sự sống mình mà 15, 20 năm nữa. Thắt lên nó lo âu, nó sợ sệt rồi, nó nghĩ cách mình phải làm gì. Trong khi đó thì là theo giáo lý đạo Phật thì là cái quy luật vô thường đó, nó đâu có hẹn với ai đâu. Mà mình có lấy gì để mình bảo đảm được là cái chuyện mà mình còn sống được bao nhiêu chục năm nữa đâu. Vậy mà nó có thể là mình đã có được. Tôi nói vậy để tôi nói với đại chúng là hiện giờ đó nè. Thỉnh thoảng nghe cái là tôi nhớ như vậy. Cái pháp trần á, hoặc quá khứ hoặc tương lai nó dồn đến tôi nói, ủa? Bỏ hết, phải sống một mình. Sống một mình thì mới khỏe được, chứ mà sống nhiều mình quá không được. Thành ra là mình ở một mình nha, ngồi một mình nha, đi đến một mình, ngồi bên mé suối chân rừng một mình nha, mà mình vẫn sống rất là nhiều mình.
Mà sống nhiều mình như vậy là những cái hình ảnh của quá khứ với của tương lai đó, cộng thêm với cái gì hiện tại, hồi sớm mơ hôm qua hôm kia nữa, cộng vô là cái đầu mình không làm sao mà an lành hạnh phúc được. Mà Phật dạy em sống một mình có nghĩa là phải đủ nghị lực cắt đứt quá khứ, phải kềm hãm cái tư tưởng không cho nó thống đi trong tương lai. Còn hiện tại thì là phải samatha, phải hạn chế bớt, thậm chí là hạn chế hết, cắt đứt hết, gọi đó là samatha, gọi là trí, thì mình mới có an lạc được. Cho nên phải tập sống một mình. Mà một mình đây có khi là nếu mà mình đủ nghị lực rồi thì mình ở xung quanh nhiều người mà lại là sống một mình. Còn ngược lại mình ngồi một mình, ở một mình, chỗ vắng vẻ, chỗ mé suối, chỗ chân rừng, ngồi ngoài ruộng mà vẫn là cứ nhiều mình. Từ hai mình cho tới hai ba chục mình. Là vì cái hình ảnh của quá khứ mấy mươi năm đó mà. Thành cái điểm đó để ý mà tu tập. Ta gọi là tu mà hết tu là phải tập. Mà muốn tu tập là phải có chánh niệm, phải có quán chiếu, phải có tư duy, phải thấy mình đang làm gì, cái nào cần tư duy quán chiếu, cái nào cần cắt đứt bỏ nó đi. Chứ còn không là mình bị cực khổ gì nó. Cái bài này nó có tương quan nè. Cái thấy của người chứng đạo rằng là người tu hành là phải vững chánh niệm trong mọi thời. Giang ngoặt gia nguyệt chiếu tổng thông suy, dính giả thâm tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấm, vũ lộ vân hà thể thượng y. Cái bài này đọc cái bài này tôi rất là thích. Tại cái chất của mình, mình có cái chất ưa tĩnh mịch, ưa vắng vẻ, ưa sống một mình và ưa ở chỗ cỏ cây đồng nội rừng rú đồi suối đồi, có cái chất thích cái đó. Cho nên đọc cái bài này thích lắm. Cũng như trước có cái bài mà nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Cái bài mình học rồi. Vào rừng thẳm trụ an thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Làm tăng quê, tôi xin báo cáo đại chúng lại là thời gian gần đây tôi được làm ông tăng quê, tôi thích vô cùng. Coi như những ngày mà tôi không có ở đây là 3:30 4:00 là tôi cởi xe tôi đi vô miệt ở trong những cái đường quê, đường đá đỏ, tìm cái chân rừng, dù là rừng tạm thôi chứ không có rừng già, rồi tìm cho được những con suối, rồi tìm cho được những cái rừng giả trong một cái lùm cây âm u mát mẻ tĩnh mịch vậy đó, rồi mang cái giọng, văn cái giọng, rồi đọc sách, rồi nằm đó mà nghe, mà tư duy, nằm thiền, gọi là ngoã thiền, tỏa thiền rồi, hành thiền rồi, còn ngoã thiền, nằm đó mà tư duy chân lý, biết bao nhiêu những cái điều mà mình tư duy, mình suy nghĩ đó, nó làm cho mình an lành lắm, mà phải biết sống một mình cơ. Thành ra vào rừng thẳm, chỗ nó am sâu tĩnh mịch, am thanh tĩnh mịch, với cội tùng bên gặp đá. Ở Trân Nguyên cho tôi ở thì gặp đá thì khó kiếm, nhưng mà đồi chập trùng còn nhiều lắm, bóng râm tre, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa. Làm tăng quê đơn giản lắm, nó không có gì ở đây, mặc bộ đồ nâu đồ ngắn vậy để đi bình thường, tham quan những cái chỗ mà ta trồng rẫy, trồng nương, rồi ta tát nước, rồi mình lại mé suối trên đồi vậy, nhìn trời sắp lặn, nghe những tiếng chim kêu, rồi gió mát. Thì nói cái đó thì nó hơi xa xôi với cái hoàn cảnh của người Phật tử tại gia, bởi vì cái tuổi mà tôi trẻ đó, tôi phải có nghề nghiệp tôi làm ăn hết rồi. Nhưng mà đây là tôi nói là nói cái đường hướng của những người nào mà có cái điều kiện tu hành,
thì nên tạo có những điều kiện như vậy mới tốt. Còn như Phật tử tại gia thì khó có cái điều kiện đó lắm. Cái bài hôm nay á, Giang Nguyệt Chiếu Tầm Thông Si, Chính Giả Thanh Tiêu Hà, Sở Di Phật Tâm Giới Châu, Tâm Địa Ấn Vũ Lộ Vân Hà, Thể Thượng Y. Dịch là trăng vằng vặt lung linh vần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri. Cái tâm của mình mà nó yên tĩnh, mình mới lắng nghe được cái tiếng gió. Và thậm chí trong tiếng gió đó, nó nói gì, nó nhắc nhở mình gì, nó làm cho mình an lành khoan khoái cách nào đó. Từ ở trong cái tiếng gió, ở trên ngọn cây tùng thì ở Đà Lạt, ở rừng già mới có, còn ở đây thì mình không có, là mình những cái cây mà tàn cao bóng mát mà có gió nó lông lai nè, như mấy bữa lại là trăng chiều tối vậy, rồi những cái cây mà tràn bông vàng mà nó lên cao rồi, rồi gió nó đông đưa rồi nó kêu vi vu là sao vậy đó. Mà nếu cái tâm của mình mà an thì là mình nghe nó có âm thanh, nó cật vấn mình, nó nhắc nhở mình cái gì, thậm chí nó nhắc nhở mình về những cái vấn đề cõi cực lạc, nhớ lại cảnh giới cực lạc. Thành ra gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri, cảnh đêm thanh tranh sáng đã làm gì, gió nó lông la nó đông đưa những cành cây vậy, là trăng nó chiếu, có những chỗ nó chiếu xuống dưới hồ, dưới sông, dưới đáy nước, có khi nó chiếu trong cái hồ nước, cái lưu nước, mình thấy vàng gieo ngấn nước mà cây lồng bóng xanh, kiểu người du nói gió ngọn tùng nghe như cặp dân lương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, tự hỏi như là cái tiếng gió xài xì xào rồi hỏi vậy đó. Hỏi chứ bây giờ anh chị hay huynh đệ, cái cảnh mà trăng thanh gió mát người khác, anh đã làm gì, nó làm gì đấy? Thì thiền giả theo tác giả nói rằng trả lời rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa, tức là ý nói rằng là giữ vững chánh niệm trong mọi thời, cảnh đêm thanh trăng sáng, tôi ôm Phật tánh, tôi cầm nắm cái giới châu in sâu vào trong tâm địa, coi như là tiếng gió nó vi vu, nó xào xạc, nó cắt dính lưng tri, rồi mình trả lời rằng đến thanh trăng sáng, rằng là Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa, tức là mình để ý, mình đừng quên cái Phật tánh của mình, mà mình không quên Phật tánh của mình, không quên rằng mình có Phật tánh, thì đồng thời mình cũng không quên rằng là vạn pháp nó có cái pháp tánh thanh tịnh của nó. Tôi nhắc cái đại chúng mà hãy nói nhớ tới Phật tánh thì phải nhớ tới pháp tánh, bởi vì Phật tánh với pháp tánh là một thứ chứ không có hai thứ, là Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là cái tánh hoàn toàn trong sáng thanh tịnh vốn có của con người, còn pháp tánh là cái tánh trong sáng thanh tịnh vốn có của sự vật, của vạn vật, của hiện tượng. Thế thì là rằng Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa, trong tâm địa mình luôn luôn lúc nào mình cũng có nắm vững cái chánh niệm, mình tư duy quán chiếu rằng trong con người mình có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Do vậy cho nên là tôi khi mà mình nhớ lại Phật tánh, mình không hời hợt lơ là, mà mình nhìn vào Phật tánh của mình thấy được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của mình, thì ta có thể quán chiếu lại cái vấn đề cái cảnh giới cực lạc mà kinh A Di Đà Phật đã nói: Xá Lợi Phất, Bỉ Độ Hà Cố Danh Di Cực Lạc. Phật gọi này Xá Lợi Phất, ông có biết gì có sao mà cảnh giới kia từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước có một thế giới tên là cực lạc, mà ông có biết gì sao cái thế giới đó tên là cực lạc không? Phật tự dạy, tự trả lời rằng: Này Xá Lợi Phất, kỳ quốc chúng sanh vô hữu, chúng khổ đản thọ tiêu lạc, cố danh cực lạc. Cái cõi nước đó mà gọi là cõi cực lạc là
Tại vì chúng sanh ở cõi đó chỉ hưởng các cái điều vui mà không có bị các cái điều khổ, cho nên gọi cảnh giới đó là cực lạc. Thế thì là khi nào mà cái tâm mà của các vị thanh tịnh rồi, các vị mà quán chiếu thấy cái Phật tánh thanh tịnh giống có của mình rồi, cái tâm hồn các vị mà cắt đứt những cái gì quá khứ, chặn đứng những cái ý niệm về tương lai, mà các vị chỉ sống một mình như nói nãy giờ, sống một mình nghĩa là cắt đứt quá khứ, chặn đứng tương lai và hiện tại samatha. Thế thì là giờ phút đó là giờ phút các vị, các vị ôm Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa, lúc đó là cái lúc mà tâm của các vị thật là thanh tịnh, thật là an lành. Mà an lành thì các vị mới nghe được cái tiếng gió trên ngọn tùng như là cật vấn lương tri. Thành ra cái cảnh giới cực lạc mà ta nói là tiếng gió cũng thành tiếng pháp, mà tiếng chim kêu cũng thành tiếng pháp, mà tiếng gió thổi cũng thành tiếng pháp, mà tiếng nước chảy cũng thành tiếng pháp. Nó nhắc nhở vấn đề ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân, đều là nó phát xuất từ cái tâm của mình thanh tịnh. Do vậy mà tiếng gió, tiếng cây, tiếng chim, tiếng nước chảy, tiếng tất cả âm thanh đều trở thành tiếng nhạc. Một là trở thành tiếng nhạc, hai là trở thành tiếng pháp. Mà muốn nghe được cái tiếng nhạc gọi là nhạc trời không trỗi mà tự kêu đó, là cái tâm của mình phải thật thanh tịnh. Trong mọi thời phải có chánh niệm này. Các vị có chánh niệm là các vị đi chơi ở suối, ở rừng, ở đồng bái, ở ruộng rẫy gì, các vị đều là thấy hết sức là vui, vui nhẹ nhàng và thanh thản. Mà các vị nhìn không cần phải cái hoa đẹp mắt tiền này đâu nha, các vị nhìn từ cọng cây, cọng cỏ, rừng cỏ dại thôi, nó trở thành màu nhiệm, nó làm cho tâm hồn của các vị mát mẻ vô cùng, mà không cần phải hoa đẹp đẽ rực rỡ như vậy. Cái này tôi nói rồi, đại chúng để ý, khi nào mà tâm hồn các vị có điều kiện như tham quan đây đó, các vị ở trong những cảnh vắng vẻ, vì ở cảnh trong trăng thanh gió mát, tâm hồn thật là nhẹ nhàng rồi, các vị sẽ thấy cả đời. Tiếng gió nó cật vấn mình, cật vấn lương tri, nó nhắc nhở mình, nó động viên mình, thậm chí nó nhắc nhở mình về vấn đề vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Rồi nó nhắc nhở mình trong cái vô thường nó có cái thường, gọi là khổ thì thật đời không phải khổ, mà trong cái khổ nó có cái lạc. Cái lạc với cái khổ không có khác nhau, cái vui với cái khổ không có khác nhau. Do vậy cho nên là có chánh niệm rồi thì thấy khổ nó có cái vui, cái vui nó nằm trong cái khổ, cái khổ với cái vui không có rời nhau. Cái vô thường á, nó là hiện tượng của thường, mà thường là bản thể bất biến của hiện tượng vô thường. Cõi đời này bất tịnh, bất tịnh nó nằm trong cái cõi đời hoàn toàn là thanh tịnh. Mà cõi đời thanh tịnh mà nếu mình không có chánh niệm thì mình nghe mình thấy cõi đời nó trở thành bất tịnh. Thành ra cái giáo lý mà vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, lúc nào đó nếu mà cái tâm mình không có an, mình không có chánh niệm thì mình thấy đời là hoàn toàn là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và khi nào mà tâm các vị thật an, các vị có quán chiếu, có tư duy, các vị sống một mình chứ không có sống nhiều mình nữa, thì các vị sẽ thấy ngay trong cái vô thường nó có cái thường, ngay trong cái khổ nó có cái lạc, ngay trong cái là bất tịnh nó có cái tịnh, ngay trong cái vô ngã nó có cái ngã. Cho nên học cái này hay lắm, học đạo để ý mà học cái này hay lắm. Chứ mình học mà mình nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mình lúc nào mình cũng nói vậy là hợp chưa đâu. Đành rằng là không phải ngoài lời dạy của Phật, nhưng mà không trúng, không phải ý Phật dạy cái đó. Dạy cái đó gọi là lớp tiểu học, gọi là lớp tiểu thừa. Còn mà đi lên cái trình độ đại học, đại thừa, thì nói tới vô thường là ta hiểu có cái thừa. Vô ngã ta thấy có cái ngã, nó khổ ta thấy có cái lạc, nói bất tịnh ta thấy có cái tịnh. Từ cái chỗ đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng, trong cuộc đời tôi mấy mươi năm nay đó, tôi nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều. Khi mà nói tới tu hành thì nhiều cái tôn này, cái phái nọ, người ta đánh đổ lẫn nhau, người ta bác bỏ lẫn nhau. Trong đó gần đây người ta củng cố cái thiền tôn rất dữ, chỗ nào cũng để thiền viện, chỗ nào cũng để là dạy tu thiền. Nhưng mà tôi xin nói cái này là đại chúng để ý mà suy nghĩ.
cái thiền mà cứ dạy lấy cái sách vở 1000 năm 2000 năm trước mà đem ra mà dạy thiền đó ba, giống như là lấy cái sách mà dạy máy bay, dạy lái máy bay của các anh hai anh em người Pháp cách đây là 80 năm mới chế cái máy bay á, lấy sách ra mà dạy lái máy bay phải lái dày dày đáp xuống dày dày, lấy cái máy đánh chữ mà hồi Pháp mới chế đó phải đánh dày dày, đánh chữ qua phải đánh dày, đánh chữ in phải đánh đánh chữ thường phải đánh dày, rồi muốn cho chạy nhanh là phải làm dày, muốn cách một là phải nhịp này vân vân, rồi phải đánh dấu trước, ban đầu nó không có dấu, sau nó đánh dấu trước chữ sao, lấy cái thứ đó mà đem ra mà dạy ngày nay thì không phải là không trúng, nhưng mà đều tội nghiệp. Tội nghiệp cho cái người học, tội nghiệp cho cái mình kềm hãm cái trí tuệ của người ta. Ngày nay người ta làm vi tính mà ta cứ ta đánh lã lê đánh thoải mái rồi ta bấm nút cái là nó tự nó phân đoạn, nó tự nó phân trang, tự nó làm chữ qua, mà ta không có thèm là lên ở cách một vòng cách hai vòng thuộc vô tám đập để đánh thuộc vòng vô. Vậy cái thứ đó là cái thứ đánh một văn bản mà của 70-80 năm hồi máy đánh chữ mới phát minh đó. Bây giờ người ta giải quyết vi tính mà khác xà lắm, nhanh gọn. Lái máy bay ngày nay cũng vậy, lái máy bay mà bây giờ đây là NATO bỏ bơm ở bên Kosovo rồi bên 54 đó, đâu có bỏ ban ngày, đâu có cần dầm dưới đất mới thấy, tự nhìn lên trong máy bay mà thấy mà bấm nút mà bỏ bơm. Thế thì là bây giờ cái vấn đề thiền còn nhiều cái đề tài để mà quán chiếu mà tư duy mà nhận thức chân lý hơn là cái thiền mà gọi là công án, gọi là phải đầu hồi xưa nhiều. Phải đầu và công án là cái chuyện hồi xưa, giống như là cái văn bản đánh máy cách đây 80 năm, người biết đánh máy còn ngon lắm. Tôi nhỏ mà tôi đi vô mấy cơ quan mà tôi thấy ta đánh máy thì là tôi ngành về ngủ nằm trên bao á, đánh ra mà là cái rẹt ngủ nằm trên bao á. Nhưng mà bây giờ đem cái đồ đó ra dạy ai, ai mà mê nữa. Thành ra thiền bây giờ hay lắm, hằng hà sa số đầu đề để mình tu thiền, để mà nhận thức chân lý. Tôi nói thí dụ là công án cái con khí khô gì, anh nhìn trong sự vật gọi là vô thường này mà anh thấy cho được cái tính chất chân thường của nó, cần gì công án nào đâu nữa, không cần. Anh nhìn nước biển ào ạt lô nhô vậy mà anh dám nói rằng cái đó không phải thật nước biển. Nếu người ta trả lời rằng nước biển là vậy chứ còn sao nữa, ai làm sao biết cái nước biển nào khác hơn là cái ào ạt lô nhô mà nhận chết người thì chìm tàu đó, ai làm sao biết được cái nào khác nữa mà anh nói. Anh nói thế là đúng, nhưng mà cách đây là cỡ 1000 năm người ta chỉ biết nước biển là lô nhô ạt vậy, thuyền nhỏ thì chìm, tàu lớn cũng có thể bị chìm bị chết. Tất cả chúng ta đều nói nước biển là vậy, nhưng mà bây giờ người ta phát minh ra cái cách nhận thức, cách hiểu biết, cái sống thực tiễn của người ta biết bây giờ nước biển không phải vậy. Mà anh làm chiếc tàu lặn, mà anh lặn dưới 1000 thước rồi là nó trông như là anh lội trong cái cục sinh xa vậy đó. Giống như ta làm con cá sinh xa rồi ta để trong giữa cái khối sinh xa vậy nè, trong ngân vậy ta thả làm con cá đủ màu sắc lội trong, không hề có động đầy cục tựa vậy. Vì ở dưới biển nó đâu có sống, sống là của hiện tượng dương sanh của gió chứ mà. Thế thì là bây giờ anh thấy rằng là ào ạt lô nhô đó, anh phải dám nói rằng đó không phải thật nước biển, mà nước biển khác. Nước biển là phải trông như cục sinh xa, không cục cửa. Nghĩa là anh phải nhìn hiện tượng mà anh phải nhận thức được bản thể. Anh nhìn thấy vạn pháp vô thường, anh phải nhận thức được cái tính chân thường của nó. Tính chân thường không ngoài cái vô thường, mà vô thường không rời chân thường. Do vậy mà ta nhìn vạn pháp vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, ta nhìn ta thấy thường lạc ngã tịnh thật sự. Thấy vậy để chi? Tôi nói thí dụ, thấy vậy để chi? Thấy vậy để đặng mà chết ta không sợ. Hồi nào giờ sợ chết lắm, bây giờ ta thấy được cái chân lý là chết ta không phải sợ. Đó, tư duy như vậy cần gì phải lấy cái thoại đầu cách đây 1000 năm, cần gì phải lấy cái gọi là công án cách đây mấy ngàn năm, không cần. Bây giờ anh cứ việc là anh có sợ chết nữa hay không vậy hả? Bữa hôm nay có vị linh mục gọi điện thoại hỏi tôi, cho tôi biết lý, làm ơn cho biết lý do vì sao tôi hiến xác. Còn nên lý do đối với người học Phật cỡ như tôi vậy thì cái vấn đề hiến xác đó
cái lý do và cái động cơ rất dễ nói, không có gì phải nghĩ ngợi hết. Và nói hòa thượng cho biết, tôi hỏi vậy ai vậy? Nói dạ con là một vị linh mục. Tôi hỏi vậy thì tôi kêu linh mục bằng linh mục, rồi ngoài ra tôi kêu bằng gì nữa? Nói dạ bên chúng con thì cũng có thể kêu bằng thầy vậy thôi. Tôi nói được rồi, giờ tôi nói linh mục nghe, tôi nói cho thầy nghe. Người học đạo như tôi là vấn đề hiến xác, cái động cơ và cái lý do rất đơn giản, là bởi vì giáo lý của đạo Phật dạy là nhất thiết pháp vô ngã, tất cả vạn pháp trên cõi đời này, hiện tượng sự vật trên cõi đời này đều là vô ngã, mà vô ngã cho nên nó vô thường, mà vô ngã vô thường vì vậy mà nó có thể làm cho người ta khổ và bất tịnh. Mà khi mà cái người học đạo Phật mà thấy được cái chân lý vô ngã rồi thì hiểu qua được cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, của hiện tượng sự vật đều là duyên sanh, vì duyên sanh cho nên nó không có cái tự ngã cố định trường tồn vĩnh cửu bất biến tự tại gì hết, mà nó là pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh này mà theo giáo lý là Phật dạy thì nó là nó pháp xuất đại khái là nó do là cái thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức nó hòa hợp nó nương gái nhau mà nó thành. Thế thì thân này cũng duyên sanh mà vạn pháp cũng là một cái thứ duyên sanh, cho nên hễ có sanh thì phải có diệt, mà cái ngày nó diệt á thì là gọi là chết, mà chết á thì là phải bỏ thôi, mà bỏ nó có nhiều cách bỏ, bỏ mà đem mà bình hưng hòa mà thiêu cũng là một cách bỏ. Có những người ta sợ ta nó thiêu nóng, nó đều tại ta không hiểu chân lý, ta tốn gần chết rồi người ta còn ở trong đó, cho nên ta nói nóng chứ chết rồi thì còn làm gì còn gọi là nóng. Vậy mà có những người ta sợ nóng thì ta đòi chôn, thì chôn cũng là một cách bỏ, mà hai cách bỏ đó đều là tốn tiền tốn công mà vô ích. Đời nay lại có một cái điều kiện nữa là mình có cái chỗ mà mình bỏ rất là tốt, là mình bỏ mà có lợi ích cho cuộc sống của nhiều người ở tương lai, mình bỏ mà là để góp phần xây dựng cho cái nền y học của đất nước mình, của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng sáng chói, càng rạng rỡ, càng văn minh theo kịp với cái tầm cỡ hiện đại của thế giới, và làm lại lạc cho những người sau, để cho những người bác sĩ tương lai người ta học, người ta cứu tử bệnh nhân sau này. Do vậy cho nên là cái bỏ này cũng là một cách bỏ, mà cái bỏ hữu ích. Cho nên bỏ là bằng cái cách cho xác, mà cho xác cũng là cách bỏ vậy thôi. Chờ, cái động cơ đơn giản vậy. Thay vì bỏ cái đốt không bỏ, phí, bỏ cái chôn cũng phí, bỏ cách có lệ vậy thôi. Đơn giản vậy. Cho nên là tôi nói đại chúng là cái cách mà tư duy á, đầu đề thiền bây giờ đó, không cần lấy công án tới ngàn năm đâu, không cần lấy thoại đầu gì hết. Thoại đầu là không có nói, không cắt nghĩa. Bây giờ ta cắt nghĩa, ta cắt nghĩa, ta nói là ngay trong cái hiện tượng vô thường sanh diệt diệt sanh này, anh phải thấy được cái tính chất chân thường của nó. Tôi nói ví dụ đây nè, bóng đèn này nè, tắt là vô thường nè đấy. Nhưng mà trong này thì bây giờ đây nè, cái bản chất của nó là hiện tượng của nó là duyên sanh vậy, chứ mà đây nè, đầy đủ cái duyên á. Đây bây giờ á, ví dụ như lấy cái bình này nè, mình đập bể cái lỗng nè, mình thấy nó vô thường đó, đập bể cái lỗng nè, sau này là cái đất sành, cái đất thó này nè, nó thời gian bao lâu đó nó cũng trở về đất trở lại, không hề có mất cái chất đất. Dù bây giờ nó là sành vậy nè, nó là sứ vậy nè, nhưng mà rồi á, hoặc lâu hoặc mau nó trở về đất trở lại. Rồi người ta có thể làm ra vô vàn hình thức khác mà cũng không rời đất, và đất đó không hề có mất đi đâu. Đại để nó như thế. Cho nên là quán chiếu như vậy đó, thì mình thấy cuộc sống của mình là không có mất mát gì hết trơn hết trọi. Mà đại chúng để ý như vậy á, tốt hơn là các vị tu thiền mà quán phải đầu với quán công án đó nha. Rồi còn những cái nhiều cái thứ án quán lắm. Tôi nói ví dụ về cái bản án hôm nay là ta xử cái vụ mà của Trường Sinh nè. Cứ nhìn cái bản án nó qua nghe vài câu thôi, rồi thì nó trở thành cái đầu đề thiền hà. Thiền sao đây? Tại sao nó cái đó làm đầu đề thiền được? Được chứ. Này, chính chúng ta đây, một người có chừng một tháng cỡ 2 triệu bạc thôi, mà nói trung bình đời nay mà đi làm công mà được 2 triệu bạc là cỡ đó là lý tưởng rồi đó. Mà cái người mà điều hành cái gia đình đó mà gói ghém mà sống
hai vợ chồng với hai đứa con sống 1 triệu thôi ăn á là tương đối là phủ phê. Một ngày 30 mấy ngàn đồng bạc tiền ăn tiền chợ là ăn phủ phê rồi, còn lại để dành 1 triệu khi bệnh hoạn ốm đau, khi nhà hư thì kia là sửa nhà. À thế thì là người ta sống 2 triệu bạc trong một cái gia đình ta, vậy ta có hạnh phúc rồi đó chứ. Cần gì mà phải làm tới 900 ngàn tỷ để rồi bây giờ chưa biết mình sẽ ra sao, cả gia đình cả thân tộc đều tiêu tàn hết. Đó, cái đó để quán không được sao, tu thiền không được sao, lấy đồ đề cái vụ án này là tu thiền được rồi. Rồi nhớ thực lại cái vụ án của nghĩa là chú Xuân Trường là một người cộng sản đảng được bồi dưỡng lâu năm, mà chỉ vì đã từng bắt thiên hạ về buôn lậu thuốc phiện, nhưng mà chỉ vì cái lòng tham không bờ bến mà quên mình là ai. Cuối cùng rồi mình là người đảng cộng sản được bồi dưỡng mới có địa vị đó chứ, vậy rồi để cho cộng sản lại bắt mình mà kêu tử tội, thế thì đầu đề không thiền được sao? Thiền quá rõ thì cuộc đời là thế. Do vậy mà thiền như vậy rồi là mình mới dứt trừ được cái tham vọng vô biên vô độ của mình đi. Và mình mới nhìn lại cái xài 1 tháng mà trong vòng gói ghém 2 triệu đây nó hạnh phúc vô cùng vô tận, nó an lành, nó tự tại vô tận. Thế thì không phải thiền như vậy, nó lợi ích như vậy mà không thiền còn thiền cái gì nữa. Còn những cái ông quan mà làm hải quan mà lãnh tỷ 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 vậy, bây giờ không còn chức tước gì hết, còn tịch thâu hết trơn. Hải quan Cần Thơ, hải quan Thừa Thiên Huế, hải quan Sài Gòn bắt bao nhiêu chục ông, mà ông nào ông ấy là nhận tiền tỷ 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 như vậy, sao cho bằng mình 1 tháng 2 vợ chồng 2 đứa con, có khi nó leo ra 3 đứa cũng không sao. Xài cỡ 1,2 triệu là ngon lành rồi, còn lại 800 ngàn cất để dành. Thiền như vậy sướng quá đi chứ. Thiền như vậy nó hợp với cái câu là đa dục như khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân thâm tự tại. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Cái người biết đủ người ta ăn 1 triệu 2 triệu người ta là đầy đủ lắm, người ta vui lắm rồi. Còn người không biết đủ là xài hàng bao nhiêu ngàn tỷ mà cũng không vừa ý, cuối cùng được gì đâu. Thế thì lấy các cái vụ án, lấy các cái sự bình thường ở đời đây mà thiền. Rồi tôi nói ví dụ như là lấy cái đám ma của ni trưởng Quế Lâm đây làm đầu đề thiền cũng được. Đi thăm đám ma, về dọc đường đụng xe chết, chưa rồi cái đám ma mình đã chết, thế thì không thiền được sao? Rồi còn đưa đám ma xong rồi về tới nhà trang, đụng xe cái 7-8 người bị thương, 2-3 người chết tại trận, cái đầu đề đó không phải là đầu đề thiền sao? Để lấy cho tới 2-3 ngàn năm trước để thiền. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tùng tịch dông sắc na dị thế, thế như xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tích vô ngạn thọ, tịnh đằng khởi năng trường cửu, chuyển tích tích thị lai sanh, hà nãy yên nhiên không quá. Vô thường lão bệnh nó đâu có hẹn tụ tác gì. Chính mình đi đám ma, chưa xong cái đám ma về, chưa tới nhà là mình phải bị chết theo. Thế thì người ta đã vậy, mình thì sao? Mình cũng có khả năng như vậy chứ. Người ta bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mình cũng có khả năng bị giao thông vậy chứ. Do vậy cho nên là cái chuyện mà lo chi cho quá xa để mà làm những cái điều sai trái tội lỗi tích lũy nhiều là cái gì? 2 triệu bạc là người ta hạnh phúc gia đình rồi. Có người 1 triệu bạc người ta đã hạnh phúc gia đình rồi. Phải học Phật như vậy, quán chiếu như vậy và thiền như vậy, chứ không phải là cần lấy những cái cũ lâu năm mới linh đâu, không phải đâu. Thành ra đại chúng để tôi nói ở đây, ta nói rằng là cần phải có trách nhiệm đó. Trăng vàng vạch lung linh vần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri. Mà nghe gió mà nó cật vấn được là các vị cái tâm các vị phải là an lành vô cùng các vị mới nghe được. Các vị nghe tất cả những tiếng côn trùng mà nó thành tiếng nhạc là cái tâm các vị an lành vô cùng các vị mới nghe được cái đó. Các vị nghe tất cả những tiếng gió thổi thông reo nước chảy mà nó trở thành tiếng pháp là cái tâm các vị an lành vô cùng các vị mới nghe được tiếng đó. Và khi mà tâm các vị an lành thanh tịnh là sự thật các vị nghe được tiếng đó. Tiếng đó nó trở thành tiếng pháp đàng hoàng.
giống như là cảnh giới cực lạc mà Đức Phật nói trong kinh đó. Tiếng chim ca lăng tần già cộng mạng kẻ các thứ chim đều là tiếng pháp hết. Tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng sông reo, tiếng côn trùng đều là tiếng pháp hết. Là vì người đó có chánh niệm, mà vì có chánh niệm cho nên tâm hồn người đó an lành. Chỗ này là cái chỗ thật đó. Tôi lấy cả ráng mây làm rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mái sương sớm để làm màn. Cái này rất là hay. Ráng mây làm màu áo là vì buổi chiều người ta còn ngồi ngoài đồng mà. Báo cáo đại chúng là hiện giờ tôi hành đạo năm nay là mấy mươi năm á mà. Bây giờ tới cái tuổi này rồi tôi được hưởng cái này. Chiều 5-6 giờ chiều tôi còn ở ngoài đồng mà. Tôi nhìn mặt trời lặn, núi đồi, núi thì không có núi nhưng mà đồi lồi lõm chập trùng và cây tùm chỗ cao chỗ thấp, rồi nhìn mặt trời chen với đọt cây từ từ đi xuống sát mặt đất, ráng đỏ ráng xanh đủ thứ ráng. Thành ra đây tôi gọi là tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, tức là lấy cái đó nó chiếu nó phủ vô thành áo mình là cái màu ráng màu mây. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mái sương sớm để làm màn. Trăng mà trăng đẹp trăng rằm này là 4-5 giờ khuya là tôi đã dân dẫn ở ngoài rừng rồi, dân dẫn ở ngoài cây rồi để nhìn trăng, để nhìn sao, để nhìn bóng cây lung linh lồng mà với đất. Đó là gọi là mù mái sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió di du. Cái chỗ mà như cái chỗ tôi thì chưa được vậy, cho nên tôi ước ao là đi vùng cao nguyên để mà nhìn cho được cái cảnh trăng trăng sông, trăng như suối, rồi có những cái tùng, những cây rừng già cao vút vút, có những cái đám tre rừng hoặc là đám tre gai mà nó cao vút. Vui với trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung trăng gối. Cái câu đó có người nghe nó nói ủa trời ơi, sao mà dám nói ôm Phật, ôm Phật rồi làm bạn đường chung chăn gối vậy, ngủ với Phật, nói vậy không sợ tội sao? Không có tội. Ta được quyền ôm Phật ngủ, Phật không được rời ta. Bởi vì thật sự Phật không rời ta, ta không rời. Ta không rời Phật, mà Phật là ta là. Ta là Phật chứ gì nữa mà sợ. Còn cái người mà ta giữ được cái giới về thân, bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, thì coi như lúc nào ta không cầm giữ, ta không ôm cái giới châu. Còn ta có cái chánh niệm thì là chính bản thân người ta là Phật, Phật là người ta, Phật là mình là Phật. Cho nên ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường, chung chăn gối ngủ không có sao hết. Ngủ với Phật, rồi thức dậy đi đâu, cũng rủ Phật đi theo, mời Phật đi theo. Mà không rủ Phật cũng đi theo. Rồi Phật mà đâu có lúc nào mà rời bỏ chúng sanh đâu. Cũng như ánh sáng mặt trời có lúc nào mà không thương con người đâu. Người đi đâu là mặt trời đi theo đó, người đi đâu là tăng đi theo đó. Phật tâm Phật tánh cũng vậy, con người mà có chánh niệm đi đâu là Phật theo đó, và người đó ngủ chung với Phật bình thường. Cái giáo lý của đạo Phật đại thừa là học vậy đó, chứ còn học tiểu thừa là với học sơ cơ á. Cái nhà mình hơi hẹp chút nữa, dạ tôi muốn thờ Phật lắm mà tôi không dám. Hỏi sao không dám, nói gì sợ rồi chật hẹp quá, rồi mình thì còn vợ chồng rồi con rồi có cháu này kia thì sợ rồi nó không được thanh tịnh. Không có, yên tâm, miễn có chánh niệm mà. Kể cả là mấy đứa cháu ngoại nó khóc ngoan ngoe cái bên đây nè, mà tâm hồn có chánh niệm rồi vẫn ôm Phật ngủ đó, không có sao hết. Chánh niệm đó tức là Phật rồi. Phật không hề từ nan cái nhà nhỏ, Phật không sợ cái chợ ô uế đâu. Giáo lý của Phật, đạo Phật là sẽ là Phật, thị chi Phật không xuống, bất sanh, bất diệt, bất cấu thì cái nhà nhỏ lại là cấu à, đâu có được. Dưới con mắt của Phật, dưới tuệ nhãn của Phật nhìn đâu không bao giờ có cấu, bất cấu mà cũng bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Do vậy cho nên cái nhìn của Phật là vô sắc vô thọ tưởng hành thức, nghĩa là ngũ uẩn giai không có thật gì đâu mà cấu với tịnh chứ. Đó, cho nên là Phật tử có cái nhà nhỏ đừng có sợ,
và cái nhà nhỏ đi nữa cũng bà làm tòa Phật ngang cái chỗ đốt nhang thôi, chứ đừng có nói nhà mình nhỏ rồi ô uế rồi bằng cái trang cao trên á, trang cao trên rồi bắt cái thang không có tốt lành gì trơn trọi, rồi lâu lâu đốt cái thang nó té cái sầm sống rồi nó rồi nói là Phật không có phù hộ. Phù hộ gì, nói già rồi mà leo thang mà phù hộ. Già lông cụm rồi mà leo thang thì tất nhiên là nó rung rung là nó té thôi, mà té thì sống vậy chứ Phật sao phù hộ được. Cho nên nếu mà muốn Phật phù hộ có nghĩa là ta không được bằng cái trang quá cao. Vì sao vậy? Là vì Phật dạy ta rằng nếu mà làm cái trang quá cao mà leo lùm cụm như vậy là bữa nào nó té ẻo sinh sống. Do vậy cho nên là Phật phù hộ là ta làm cái trang nghĩa là đủ cầm nhang đàng hoàng. Và Phật phù hộ thì đời bây giờ ta không có đốt đèn chứng dịch để làm cái gì. Hồi xưa là tại vì có tập tục ngoại đạo nó thờ thần lửa, nó quý lửa lắm. Con người ăn lông ở lỗ không có lửa, lạnh, đói, cực khổ ăn sống. Cho nên ngoại đạo nó thờ thần lửa. Mà ông Ca Diếp là ngoại đạo thờ thần lửa đấy. Cho nên có cái tục truyền là ta phải đốt cái đèn ta để hoài vậy đó, để quý cái ngọn lửa. Mà cái tục đó nó truyền lâu đời mà ta không ai cắt nghĩa rồi nó thành ra cái thói quen. Bây giờ mà để cái đèn đó đó hả, rồi mèo nó chạy ở trên đó, rồi nó làm đổ đèn ra là trái nhà, mà trái một nhà là nhất nhân, mà hữu sự là bá gia ương. Đó, mới nghe đâu đằng gần cái xóm bà Hạt đây nè, trái có một căn mà nó thành trái 30-40 căn. Cho nên là không được để đèn vậy thì trái nhà là nó Phật không phù hộ, không trúng. Nói vậy là oan cho Phật. Thành ra học cái bài này, cái bài này mà ta dám nói là ôm Phật tánh, ôm giới châu làm bản đường chung chăn gối. Nói về cái thấy của người chứng đạo đối với cái việc tu hành nhẹ nhàng, cởi mở, tự tại mà hiệu quả rất là cao. Tôi biết là tại vì tôi đã đụng chạm nhiều cái thực tế người ta hiểu nó không có đúng chánh pháp. Cho nên chẳng hạn như cái chữ tu hành là tôi nháy nháy để cho cái người đọc để ý về cái vấn đề cái chữ tu và cái chữ hành. Để nhớ rằng người đọc tới chữ tu hành là tu là mình phải sửa. Sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Ý nghĩ của mình mà nếu mình nó nghĩ lung tung lang thang, nó nghĩ mà nó làm cho mình sống nhiều mình là mình phải chặn đứng nó lại. Không được, Phật dạy phải sống một mình. Mà sống một mình có nghĩa là cắt đứt quá khứ và chặn đứng tương lai và hạn chế hiện tại. Cho nên cái hạn chế mà đi chơi bời hiện tại bạn bè này để nói năng qua lại nhiều đó không có lợi đâu. Các vị mình đi để ý coi, mình đi lại nhà bạn bè chơi này kia, nhiều khi lấy được cái vui cái an lành cho đầu óc mình thì ít, mà đem về cái đau khổ thì nhiều. Bởi vì gặp gỡ bạn bè nè, hai mình đã là có cái bất bình, bất mãn, bất như ý rồi, huống chi là ba mình, năm mình, bảy mình, mười mình mà ngồi mà nói chuyện tùm lum tà la. Chưa kể là ngày hôm qua đây tôi cũng là cái kiểu đi chơi, cởi xe 4-5 cây số tới cái nhà, nhưng mà mình tinh ý tới nhà người ta bình thường á, nếu mà người ta vui vẻ thì mình tới là người ta vui vẻ, chuyện đó là có chứ mà là không, người ta tiếp đãi mình chơi. Nhưng mà đâu phải nhà nào người ta cũng có cái điều kiện vui vẻ hoài, có khi ta đang bực bội cái gì đó mà mình sợt mình vô thì cái mặt mà đang giận đó mà người ta làm cho tư với mình là khổ, người ta vô cùng, ta làm không nổi. Mà nếu mà người ta để cái mặt mà hầm hầm đó mà với mình đó, thì là còn gì là tình nghĩa thân thích mấy lúc này. Cho nên là một sự khó xử vô cùng. Thế thì là tôi thấy là có cái bà đó cũng gần 70 tuổi rồi, mà bữa nay đó coi bà không được tươi tỉnh. Tình cờ có một cái thằng thanh niên ở sao, nó đi sần sợt tới, nó nói cô Năm có nhà không? Bà nói ai vậy? Tôi. Bà nói ai vậy? Tôi. Phải ai vậy? Tôi. Tôi nghe tôi nói ủa, cái thằng gì mà nói 3 lần tôi như vậy là có hiện tượng bất ổn. Lẽ ra phải nói cháu đây là thằng Tèo hay là thằng Hai Thẹo hay là thằng Tám đừng kìm gì đó. Dạ cháu đây. Nó không nói vậy mà nó cứ nói tôi. Là biết rằng là nó có cái gì trong đó là
Thế thì là thông thường là tôi treo cái võng ở trước cái đám cây tôi chơi, nhưng mà tôi nghe hiện tượng đó là cuốn võng chạy dốc. Đấy, về tôi mới suy nghĩ phải quán chiếu tự nhiên cho lấy đó là làm cái đầu đề thiền chứ. Không phải mình đi chơi lúc nào cũng vui đâu nha. Mà không phải lúc nào người ta cũng vui với mình, mặc dù không phải là người ta buồn mình, nhưng mà người ta có chuyện buồn khác, người ta cũng không vui với mình. Do vậy cho nên phải cảnh giác thật là cao độ. Tốt nhất là đi chơi ở ngoài mé suối, ngoài chân rừng, ngoài đồng nội, ở bờ ao gì đó là tốt nhất. Mà sống một mình, thật sự một mình, để mình tư duy quán chiếu là tốt nhất. Chứ còn cái gặp gỡ bè bạn này kia đó, cái vui an lành ít, không dễ gì có, mà cái đau khổ nhiều. Đại chúng để ý cái đó mà tu tập lần lần rồi mình sẽ thấy có kết quả đấy. Đi ăn một cái đám cưới đã tốn 200.000 rồi mà về còn không biết bao nhiêu chuyện để nói. Hoặc là đồ ngon, hoặc là đồ dở, hoặc là người đó mặc đẹp, người đó mặc xấu, hoặc là người đó họ thấy bộ đồ mình xấu, họ cười mình. Hoặc là cái người kia sao mà mặc đồ xấu hơn mình, mà ăn mặc vậy là không biết trang điểm, vân vân. Trời ơi, đủ thứ hết á. Mình còn nói cái mặt đó đáng lẽ là vẽ cái chân mày nhích lên chút vậy, chẳng vẽ cong xuống. Còn cái đôi môi thay gì ta vẽ lấn xuống vậy, đặng cho nó sệ. Lại không biết vẽ là vẽ có chút xíu, thành cái môi nó mỏng đi. Trời ơi. Tôi nói mấy bà mấy cô đừng có buồn phải không? Chứ tôi thấy mà cái nghệ thuật mà dạy vẽ môi, vẽ mắt, vẽ miệng ở trong tivi đó. Trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi chịu không có nổi nữa rồi. Chịu không nổi tôi chắp tay tôi niệm Phật thôi. Chịu không nổi. Cái đất nước của mình mới đỡ đỡ đây thôi à. Thế thì là cái mặt của người Việt Nam, ông bà cha mẹ sinh ra vậy còn xài được lắm, có sao đâu. Vậy mà ở đó mà phê phán từ cái gốc chân mày phải lên xuống chút, dưới chút, hoặc là giá cong, hoặc là giá đuổi xuống. À, còn môi thì là phải làm ở trên nhiều, ở dưới ít. Có khi thì phải làm dưới nhiều, trên ít. Để làm miệng có khi nó nhấp lên để cho miệng khỉ. Còn nếu mà mình vẽ cái môi xuống vậy nó thành cái miệng chữ nhập coi nó buồn. Đó là đầu đề thiền của tôi không đấy. Đầu đề thiền không, đau đớn lắm. Còn cái vụ mà thời trang nữa, quần áo xé tét lên từ dưới lên trên. À. Gọi là thời trang ấy. Đi rồi quay, quần áo xé tét từ dưới tới lưng. Mấy bà mấy cô có nói cha thầy chùa già nó phải khùng, nó nói chửi tôi cũng chịu nữa. Chắc tôi thấy cái đó là cái đầu đề thiền của tôi, nó thiền mà nó ớn nhợn vậy đó, sợ quá đi. Tôi nhớ tới ông nào mà được mà mấy cái thời trang với mấy cái kiểu mà trang điểm đẹp đẽ vậy là không bao giờ ăn một bữa ăn ngon được đâu. Các bà đâu có nấu đồ ăn, cứ mua cơm hộp còn kia ăn không. Về rồi thì cưới chồng hợp, vợ hợp, hai đứa con hai hợp. Vậy thôi. Khổ vậy chứ đâu có phải là không ảnh hưởng xã hội sao. Cho nên cứ để vậy bình thường vậy mà tập sống giản dị, đơn sơ. Lẽ tất nhiên là cái tâm hồn đẹp mới là thật sự đẹp. Nhưng mà cái đó giờ ít ai nói mà lại nói những cái chuyện vậy đó, quảng bá vậy đó. Với cái tâm hồn cũ kỹ mà gần xuống lỗ như tôi vậy, làm sao mà tôi không lấy đầu đề đó để tôi thiền. Người chính đạo họ có giải thoát thật sự, họ có giác ngộ chân lý thật sự. Giác ngộ chân lý thật sự đấy, người chính đạo á, người ta giác ngộ chân lý vô ngã thật sự. Cho nên tôi nói với đại chúng mà hổm rày người ta đăng cái vụ mà tôi hiến xác báo giác ngộ mới đăng lên đó nè, và nhiều báo đăng rồi đó. Tôi viết cái lần mà tôi viết là tứ vô sở quý của tôi đó. Kiến đế vô sở quý. Tôi có bốn điều không sợ. Thật xưa có bốn điều không sợ. Bây giờ tôi, riêng tôi cũng có bốn điều không sợ theo thời đại ngày nay.
Một là kiến đế vô sở quý, thấy được chân lý rồi, vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, thấy rất rõ. Chẳng những vậy mà còn thấy trong cái vô thường nó lại thấy cái thường, cái vô ngã nó lại có cái ngã, cái khổ nó có cái lạc, trong cái bất tịnh nó có cái tịnh, thấy rất rõ. Do vậy cho nên là mình thấy cái chân lý nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diện như điện, mình thấy rõ chân lý đó quá rồi thì có chuyện gì đâu nữa mà phải sợ. Cho nên cái thứ nhất gọi là thấy chân lý, do thấy chân lý mà không còn sợ, gọi là kiến đế vô sở quý. Cái thứ hai là công danh tùy phận vô sở quý, không có đặt cái vấn đề công danh nha. Bây giờ già hồi nhỏ còn không có công danh thì bây giờ già cỡ này rồi thì còn công danh ở đâu nữa mà đặt chứ, mà phải chạy kiểu này kiểu kia kiểu nọ, không có nha. Thành ra nó nhẹ nhàng vô cùng, sự nghiệp vô cầu vô sở quý. Hồi trẻ trung mà còn không có sự nghiệp, còn ăn ngon còn hưởng nhiều hưởng được mà còn không tìm không cầu không có, bây giờ chết nay mai thế thì cầu sự nghiệp là điên rồi hay sao? Cho nên sự nghiệp vô cầu vô sở quý. Cái thứ ba nữa là như nói nãy đó, thấy được cái chân lý duyên sanh như quyển, vạn pháp giai không, à trong cái vô thường nó có cái thường, thất đại trả về cho thất đại. Thành ra là đặt cái vấn đề hiến xác gọi là tử vô tán địa vô sở quý, chết không cần đất để chôn thay. Bốn cái vô sở quý đó là thật đấy, đó là sự thật. Cho nên cái câu tôi nói đây là người chính đạo có giải thoát thật sự, họ có giác ngộ chân lý thật sự, vì vậy không có gì ràng buộc được thân tâm và con người của họ. Con người chứng đạo không có gì ràng buộc được. Dưới mắt của người chứng đạo, vạn pháp đồng nhất thể. Đồng nhất thể tức là nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết, đồng thời cụ túc tương ứng. Trong một pháp nào cũng vậy, có tất cả các pháp tương ứng, nhất đa tương tương dung, một và nhiều là nó dung nhiếp với nhau. Chư pháp tương tức, pháp này là pháp kia, pháp này là dữ kiện, là duyên sanh để có pháp kia, pháp kia là dữ kiện, là duyên sanh của pháp này, tương quan tác động nhau mà thành. Cho nên vạn pháp nhất thể, tùy duyên biến hiện mà cái dáng vẻ hình hài có sai khác đó thôi. Tất cả đều cùng chung một tự tánh thanh tịnh bản nhiên của tự nó. Nghĩa là con người động vật thì có cái tánh thanh tịnh của động vật, gọi đó là Phật tánh. Động vật đây là nhớ là nói cho con người rồi nha, chứ còn đừng có nói động vật mà nói là trâu bò này kia nọ, cái đó xem cái đó là vô là sai rồi đó. Phật nói pháp xuất hiện ở đời là vì con người mà nói. Còn có người, thí dụ có người ta thông minh, ta dám hỏi nha, ta nói nếu mà vạn vật tự tánh không có cái nào làm nguyên nhân đau khổ cho cái nào, nói vậy không trúng. À người ta bác bẻ vậy, ta bác bẻ rồi hỏi nói vậy là sao. Thế thì ta bác bẻ, ta nói rằng là con cọp có thể là nguyên nhân đau khổ của con ngựa rằn, của con linh dương, của con linh cẩu, của con nai. Vì nai ngựa rằn linh cẩu mà gặp cọp chụp sẽ ăn tức khắc, vậy là cọp là nguyên nhân đau khổ của các cái loại kia rồi. Những cái loại chuột chù, cái loại rắn, cái loại chim nhỏ mà hồng hộc và đại bằng biển là nguyên nhân đau khổ của các cái loại rắn, loại chim, và đãi là nguyên nhân đau khổ của các cái loại rắn, là cá vân vân. Vậy thì sao nói rằng là các pháp đều thanh tịnh, tự tánh nó không có cái nào làm đau khổ cho cái nào, nói như vậy là sai. À, người ta có quyền nói chỗ đó, chỗ đó để ý nha. Tôi nói vạn pháp tự tánh thanh tịnh, vậy thì người ta nêu cái đó mình phải nói sao? Để ý là Phật nói pháp là vì con người, chứ không phải là vì những cái loại đó. Cái loại đó là nó thuộc về tam đồ ác đạo, là tự nó đã, cái quả báo của nó tự nó sinh ra là nó phải chịu vậy rồi. Địa ngục, ngạ quỷ và súc, súc sanh ta gọi là đau đồ, quả đồ và quyết, quyết đồ là cái quả báo của nó như vậy rồi, nó phải chịu rồi, đừng có đem mà kèm nó với con người.
đã kèm nói với con người là sai đó, là cắt nghĩa giáo lý không được đó. Mà muốn cắt nghĩa giáo lý cho được là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, là lấy con người với giảng pháp, Phật vì con người mà nói, chứ không phải vì ngạ quỷ súc sanh mà nói. Cho nên tôi nói ví dụ như cây cần sa, cây ma túy, người ta tưởng nó là cái cây nguy hiểm cho loài người, nhưng mà cây thật nó có phải sự thật, nó cái tự tánh của nó vẫn thanh tịnh bản nhiên mà, nó có làm sai ai đâu, nó có bắt ai hút ai hít ai nấu ai chế biến nó đâu, tại mình làm sai đấy chứ. Chứ nếu mình chế biến mà đúng rồi thì nó lại là thành là dược thảo, nó làm lợi lạc trị bệnh cho con người đó chứ. Cho nên lấy con người mà để ý mà nói cái đó, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, tự tánh của nó là thanh tịnh. Hoa nè bất mê nhân, mà nhân tự mê, cái hoa này tự tánh của nó vậy đó, mình gọi là nó đẹp chứ nó không hề nói nó đẹp, cho nên nó đâu có mê hoặc mình. Mà nếu như mà mình tham lam, mình đèo bồng, mình muốn bảo thủ nó, mình làm cái của riêng mình, thì đó là tại mình mê nó. Tại vì mình không nhận thức được chân lý, mình mất đi chánh niệm, mình mê nó, thành ra một cái tâm sở tham, sinh ra một cái đau khổ vì tham. Chứ nó đâu có phải là nguyên nhân đau khổ, nó đâu phải là cái mà bắt buộc mình phải tham đâu. Để cái đó là mà khắc phục lấy mình đó. Cho nên vấn đề từ cái nhận thức chân lý đó, cho nên vấn đề gọi là tu hành chẳng có gì cực khổ khó khăn. Đây tiểu thừa này trên nháy cái này in đậm ra, gọi là tu hành là chỉ cần có chánh niệm, cần có tỉnh thức là tu hành không có cực khổ khó khăn. Cho nên tôi nói với đại chúng để ý, nếu các vị mạng cho trường được thì tốt, nhưng mà các vị ăn cho trường được là các vị phải sáng suốt mà ăn cho trường. Chứ còn có những người đây là một thật sự 100%. Ăn chay trường rất cực. Mà rồi thương con, thương cháu hoặc là đám giỗ, đám cúng này rất là quý trọng cái ngày giỗ. Cho nên mỗi một lần đám giỗ là giết 4-5 con gà, mua 4-5 cái đùi heo đem về làm thịt chó giả cầy, làm thịt heo giả cầy. Cúng linh đình như vậy để cho người khác ăn mà đích thân mình làm. Trời Phật ơi, ăn chay như vậy tôi thấy đứt ruột, đứt gan. Tu như vậy thì tu cái đạo lý gì kỳ cục, mà ai là cái người dạy ăn chay cái kỳ cục vậy. Cho nên nếu hoàn cảnh mình chưa ăn chay được thì đừng có ăn chay, cứ mua cái đồ của xã hội người ta làm sẵn đó mà ăn cho nó khỏe, cho nó đủ calori để mà sống cho nó an lành. Còn đây ăn chay ốm o gầy mòn tiều tụy, thuốc men con cái lo chích vô nước biển dày dài, khổ sở vô cùng, phá tiền phá của, mà đạo đức không hề có được cái gì hết. Cho nên tránh cái lối tu hành kiểu đó, làm cái điều phải. Tôi nói ví dụ như giờ ủng hộ cho cái chuyện mà gì mà thuộc về chánh pháp này kia là không có quan tâm, không có để ý, mà còn mà đi cúng và lại đó là kêu đâu là đi đó, bỏ tiền ra mua Phật, thánh Phật rồi an vị Phật rồi cúng Phật rồi lại Phật, và hy sinh tận tụy cả ngày này qua ngày kia không biết mệt nhọc phục vụ như vậy. Và lại các thầy, lại các sư ni, lại mọi người rất là chân tình cung kính. Cái điều đó mình thấy là người Phật tử quý đó chứ. Nhưng mà quý cái đó là quý với những cái người mà không có biết dạy đạo cơ. Chứ cái người mà vì cái tương lai, cái hạnh phúc của người Phật tử mà gặp cái người đệ tử như vậy á, cái người mà tu hành cái đạo như vậy á, đào lắm, không có nuốt nổi, không có ăn nổi cái cúng dường đó đâu. Cho nên là tôi nói đại chúng đi, các vị mà gia đình mà bắt buộc các vị cái ngày giỗ mà các vị phải làm gà làm vịt, là mua tôm mua cá về đập đầu nấu chua rồi vân vân, thì nếu mà phải làm cái đó các vị đừng có ăn chay, khoan đã, cứ ăn bình thường. Mà làm thế nào mà chấm được cái đập đầu mổ bụng cắt cổ nhổ lòng là quý rồi. Đây là cái điều mà tôi chứng kiến thật sự, thấy thương lắm. Nhưng mà cái chủng tử vậy rồi nói người ta cũng không nghe đâu. Tôi nói mấy chục năm rồi, tôi nói vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng trì trai. Tham lam cất chứa tích lũy cho nhiều, rồi lâu lâu xuất tiền của ra bố thí chỗ này chỗ kia chỗ nọ, không ăn thua, chẳng thà không có tiền bố thí còn hơn.
giữ gìn thân khẩu ý cho trong sáng, cho thanh tịnh, có chánh niệm, hơn là ăn chay, hơn là ăn chay trường cực khổ. Cái đó là kinh điển ta nói đàng hoàng. Cho nên ở đây ta nói rằng là hiểu được vấn đề rồi thì tu hành chẳng có gì khó khăn. Các vị có chánh niệm thì các vị là ôm Phật tánh chế châu, làm bạn đường chung chăn gối rồi. Các vị đi đâu cũng có Phật hết á, ngồi đâu cũng có Phật. Lại Phật là khi nào mà các vị cái bằng phát trí thanh tịnh lễ, các vị phát cái trí tuệ mà nhận thức được chân lý, các vị viễn ly ngũ dục, đó là các vị lễ Phật rồi đó. Ngồi ở ngoài ngoài suối, ngoài đồi, ngoài rừng á, các vị đã lễ Phật rồi đó. Nhận thức được vạn pháp giải không, duyên sanh như quyển, đó là các vị lễ Phật rồi đó. Cái đó ta gọi là thực tướng bình đẳng lễ. Khỏi cần có đối tượng là hình tượng Phật. Để ý cái đó mà tu nó chẳng có khó khăn gì. Van xin cầu nguyện không cần. Lại ngũ bách danh tam thiên Phật không cần. Tụng kinh tai chuông tai mở ngày sáu thời không cần. Tai lần chuỗi miệng niệm danh hiệu Phật suốt ngày không cần. Với người đạo sĩ cần gì? Cần vững chánh niệm, cần chánh niệm, có chánh niệm là có tất cả. Có chánh niệm người đạo sĩ sẽ không rời Phật tánh, luôn luôn tỉnh thức sống bằng Phật tánh. Đương nhiên có giới châu, đương nhiên là có giới tổng rồi. Có chánh niệm mình đâu có làm sai, thân khẩu ý mình đâu có làm sai, mình đâu có nói sai, mình đâu có nghĩ sai, thế là có giới rồi. Mà giới mà sở dĩ mà có được như vậy là do mình nắm vững cái chánh niệm, vậy là mình có định rồi, có định châu rồi. Mà mình không làm sai, có nghĩa là mình đã có tuệ châu nữa rồi. Giới định tuệ mà in sâu tâm địa thì còn cái gì ràng buộc được, cái lý do nào làm cho hành giả bận lòng nữa chứ. Đó, cho nên tu hành không có cực khổ gì hết trơn. Còn lại tôi nói ví dụ, tôi nói ví dụ như giờ tôi đang giảng kinh Duy Ma Cật đây, cái thính chúng mà trong kinh Duy Ma Cật, ba vị lãnh đạo đầu tiên là Bồ Tát Đẳng Quán, là Đẳng Quán Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ hai là Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ ba là Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Người ta không biết thì mình đem các cái danh hiệu Bồ Tát ra mình lại là chết xác mình đi, không tìm đâu cho ra địa chỉ nguyên quán của các vị Bồ Tát đâu. Mà tôi nói ví dụ như Đẳng Quán Bồ Tát là nội trong đây là 500 người nè, mà vị nào mà nghe cái chân lý, nghe cái chân lý là trong cái giáo lý vô thường, nó có cái chân thường ở trong đó, thế là dựa trên cái giáo lý hiện tượng vô thường mà tư duy, mà quán chiếu thấy cho được cái bản chất chân thường, nghe rồi mà quán chiếu như vậy, nhận thức được rõ ràng cái chân lý đó, thế thì trong này là người nào mà làm được việc đó là người đó là Đẳng Quán Bồ Tát. Tức là vị Bồ Tát đó là người đó là vị Bồ Tát quán về bản thể của vạn pháp là chung cùng, là bình đẳng. Giống như người đó biết được rằng là tách nè, lu nè, hũ nè, cà ràng nè, ông táo nè, nồi nè, muỗng nè, chung nè, ché nè, lục bình nè, chân bông nè, tất cả đều là đất. Thấy rõ rằng tất cả cái đó là do đất mà ra, là một thứ đất mà ra. Hiểu như vậy ta gọi là hiểu về mặt bình đẳng của cà ràng, ông táo, của chén tách, lu hũ chung ché. À, hay nói cách khác là nhìn vào sóng biển ào ạt lô nhô mà tư duy, mà quán chiếu biết rằng cái đó không phải nước biển, mà nước biển phải là phẳng lặng như sinh sa, trong veo và đứng lặng như sinh sa, như cái chỗ sinh sa vậy. Nếu xuống dưới đó có điều kiện đi sâu với trăm thước trở xuống, chứ nước biển không phải là cái ào ạt lô nhô như vậy, có sinh có diệt như vậy. Thế thì là tư duy quán chiếu nhận thức chân lý như vậy, ta gọi là Đẳng Quán Bồ Tát. Thì cái người làm mà quán được cái chân lý đó
là Bồ Tát Đẳng Quán đó. Chứ cái chữ Bồ Tát Đẳng Quán nó không có để dành riêng cho một ông mà nào, bà nào, chị nào, cậu nào. À, còn Bất Đẳng Quán Bồ Tát là cái ông này quán ngược lại. Từ cái bản thể chân như bất biến kia, từ cái bản thể chân như thanh tịnh bất động của nước biển, mà người ta quán cái bất đẳng, người ta quán là cái sống ngoài bong bóng bọt của biển. Người ta nói, à, té ra sống ngoài bong bóng bọt của biển này không phải là nước biển, nhưng mà nó không ngoài nước biển. Nó là cái hiện tượng duyên sinh của nước biển, vậy cho nên sống biển và nước biển bất tức mà bất ly. Thế thì cái người nào mà quán được như vậy ta gọi là đó là Bồ Tát Bất Đẳng, Bất Đẳng Quán. Chứ Bồ Tát không có chỉ cho người nào hết. Rồi người khác nói, à, thế là hiện tượng không rời bản thể và bản thể duyên sanh ra hiện. Hiện tượng tức là bản thể và bản thể tức là hiện. Hiện tượng. Thấy được chân lý đó, cái một dễ dàng vậy. Đó là gọi là đẳng bất đẳng. Đẳng bất đẳng có nghĩa là đẳng là bản thể mà bất đẳng là hiện. Hiện tượng. Cộng nó lại thành ra đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Thấy chân lý là vậy đó. Cho nên trong này là các Bồ Tát thử về quán đi. Quán là coi cho mình là Bồ Tát gì. Nhưng mà cái lợi ích đó là khi mà nhận thức chân lý rồi là phải sống bằng cái chân lý đó. À, học chánh pháp, hành chánh pháp rồi sống theo chánh pháp. Chứ còn mình mà hiểu không á, là một bước tốt đó, có học giống Đại Thừa đó, nhưng mà chưa có thực hành thì chưa, cái ngày thành Phật còn lâu. Cũng như Phật Di Lặc cùng với Phật Thích Ca, hai ông cùng phát tâm tu một lượt. Nhưng mà Phật Di Lặc có cái lúc đó tên là cầu danh Bồ Tát, vì Bồ Tát có thấy được chân lý, nhưng mà còn chạy theo hình thức, chạy theo chữ danh đây tức là hình thức á, chạy theo hình thức để cho nó cái vui thích gì đó, để tránh khen chê gì đó, gọi là cầu danh Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca đó thì chuyên tu, do vậy mà Phật Thích Ca thì thành Phật rồi, mà Di Lặc thì trễ ra không biết là bao nhiêu triệu năm mà nói gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Tại vì vẫn hiểu chân lý, cùng học cùng tu một thời điểm như nhau, mà tại vì năng thiết mà bất năng hành. Còn một người thì năng thiết mà năng hành. Đó, cái ý đó đó. Như vậy, người đạo sĩ, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mái sương sớm để làm màn. Vui tăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tâm giới châu làm bản đường chung chăn gối. Đó là việc có thật. Có thật. Tuy nhiên, duy chứng nải tri nang khả tắc, kinh lý chiêu hình giả bất năng. À, ai là người có chứng, có thực hành những cái phương pháp tu tập như vậy thì mới biết được cái thật đó. Còn bằng không có tu, không có chứng thì cái thật đó là sự thật mà người ta không có thưởng thức được. Người ta không có thưởng thức được. Giống như đây là một tách nước là sự thật mà tôi uống thì tôi mới biết được cái hương vị, cái tách nước đây là nước gì. Còn như các vị dù biết rằng đây là nước, à, nhưng mà các vị không làm sao mà nhấm nháp mà thưởng thức được cái hương vị, cái độ ấm lạnh của nó. Hết giờ rồi, ngừng ở đây rồi.